Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu. Hôm nay mời các bạn đến với giải cờ vua La Wiches 2021 để chứng kiến ván cờ tại vòng 2 giữa hai kỳ thủ Napoleonchi và thần đồng Ali Reza Fizuza. Đây là giải cờ tiêu chuẩn bao gồm 6 kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt với luật thi đấu khá là hay. Mỗi ván cờ tiêu chuẩn sẽ có thời gian là 120 phút và cộng 10 giây cho mỗi nước đi bắt đầu từ nước thứ 41. Thắng thì được 3 điểm, thua được 0 điểm. Nếu hai kỳ thủ hòa nhau sẽ phải bước tiếp vào ván cờ Armageddon để phân định thắng thua. Ở ván cờ Armageddon thì bên trắng có 10 phút, bên đèn có 7 phút và được cộng 1 giây cho mỗi nước đi bắt đầu từ nước thứ 41. Nếu ván cờ kết thúc hòa có nghĩa là bên đèn thắng. Ở ván cờ Armageddon người thắng được 1,5 điểm, người thua được 1 điểm. Ván cờ giữa Nepomianchi và Alireza Fizuza chính là ván Armageddon. Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ các bạn Nguyễn Việt Bách và bạn Nguyễn Khắc Cường Mời các bạn theo dõi ngay sau đây Ở ván này Napoleon Chi được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn với nước tốt E4 Alireza Fizuza đáp trả bằng nước tốt E5 Tiếp theo trắng đi tốt F4 Thí tốt hình thành khai cuộc King Gambit hay còn gọi là Gambit Vua Gambit Vua là một trong những khai cuộc phổ biến nhất trong hơn 300 năm qua kể cả siêu phẩm ván cờ bất tử của Andor Andersen cũng sử dụng khai cuộc này. Tuy nhiên với sự phát triển của các lý thuyết khai cuộc cùng với sự hỗ trợ của các máy tính thì ngày nay King Gambit rất hiếm khi xuất hiện trong các ván cờ đỉnh cao. Tiếp theo, tốt đen ăn tô trắng, hình thành khai cuộc Gambit vua chấp nhận. Trắng phát triển mã F3, ngăn hậu đen H4. Đen phát triển mã F6, tấn công tô trắng E4. Trắng đẩy tiếp tốt E5, tấn công lại mã đen đen chạy mã h5. Trắng để tốt d4 củng cố vững chắc cho tốt e5 và mở đường cho tượng phát triển. Đen để tốt d6 gạ đổi tốt và mở đường cho tượng phát triển. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tượng đen ăn lại tốt trắng, tiện đường phát triển tượng để nhập thành. Do đó, trắng không ăn tốt đen mà lên hậu e2 bảo vệ tốt. Tốt đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn lại tốt đen, chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho hậu tấn công mã đen. Đen phi hậu lên H4 chiếu và bảo vệ mã Ở đây trắng có thể chạy vua D1 Nhưng mà trắng lựa chọn một phương án hiếu chiến hơn Là để tốt G3 cảm chiếu và tấn công lại hậu đen Mã đen ăn tốt trắng và tấn công hậu trắng Tưởng rằng trắng không dám ăn mã đen bởi vì tốt đen H2 Bởi vì tốt trắng H2 đang bị ghim Ai ngờ tốt trắng vẫn ăn mã đen Hậu đen liền ăn ngay xe trắng và lợi thế đang nghiêng về đen Tượng trắng ăn tốt đen ở đây, đen lên phi tượng B4 chiếu Trắng đẩy tốt C3 cản chiếu và tấn công lại tượng đen Thì đen lùi tượng về E7, bịt cột E lại Nước sau nhập thành cho an toàn Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế thì đen lại lên tượng E6, bịt cột mở E lại Và máy tính đánh giá, đây là nước đi ngót tình Trong lý sai lầm này, trắng nhảy ngay mã lên C3 Mở đường cho vua nhập thành và đưa xe ra khu vực trung tâm để tham chiến đen để tốt G5 tấn công tượng trắng và thí tốt. Nếu tượng trắng ăn tốt đen thì đen lên tượng H6 gạ đổi tượng. Tượng trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn lại tượng trắng và trắng sẽ không thể nhập thành được. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không chạy tượng mà cứ để nguyên đấy và để tốt D5 tấn công tượng đen. Cũng thí tốt. Nếu tượng đen ăn tốt trắng thì trắng sẽ nhập thành dài, đưa xe kết hợp với mã tấn công tượng đen. Đen chạy tượng về E6 thì tượng trắng ăn tốt đen. Dọa phi xe xuống D8 chiếu hết. Đen lên tượng E7 gạ đổi tượng thì trắng lên hậu E3 bảo vệ tượng. Dọa nước sau phi tượng lên B5 chiếu bắt hậu. Đen chạy hậu về H5 kết hợp với tượng tấn công tượng trắng. Thì tượng trắng ăn tượng đen. Vua đen ăn tượng trắng thì trắng lên tượng E2 tấn công hậu đen. Nước tốt nhất cho đen là chạy hậu F5. Trắng sẽ để tốt G4. Đen chạy hậu F6. Trắng để tốt G5. Đen chạy hậu F5, trắng lên tượng G5 bắt chết hậu đen. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không lấy tượng ăn tốt trắng mà có lựa chọn chính xác là lấy tốt ăn tượng trắng. Ở đây trắng nên lấy mã ăn tốt đen F7, tấn công xe đen và thí mã. Tượng đen bị ghim không thể ăn lại mã trắng. Nước tốt nhất cho đen là phải lấy vua ăn mã trắng và tháo ghim cho tượng. Khi đó thì hậu trắng ăn tượng đen chiếu đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua G7 Trắng sau đó có thể nhập thành Rồi nhảy tiếp mã lên E4 tham chiến Thì mặc dù kém đen hẳn một xe nhưng lại có thế công rất mạnh Dồn ép vua đen Lợi thế lớn sẽ nghiêng về trắng Trở lại ván cờ thực tế Do ở đây chỉ một ván cờ nhanh nên không có thời gian suy tính nhiều Trắng lấy tốt ăn lại tượng đen Tiếp theo thì đen lên đi tượng H6 ngăn vua trắng nhập thanh tốt trắng ăn tốt đen chiếu thì đen chạy vụ F8 và sẽ còn cầm cự được lâu. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì đen lại mắc sai lầm là lên tượng D6 để tấn công mã trắng. Nếu tận dụng được sai lầm này, trắng nên lấy mã ăn tốt đen, tấn công đôi xe và tượng đen. Đen chạy xe 8 tấn công lại mã trắng thì hậu trắng B5 chiếu. Tốt đen C7 đang bảo vệ tượng cho nên đen phát triển mã C6 cản chiếu là tốt nhất. Khi đó thì mã trắng ăn tượng đen chiếu tốt đen là mã trắng hậu trắng ăn tốt đen tấn công đôi xe và mã đen lại còn dọa d 7 chiếu hết nói chung hồ đen có đánh kiểu gì thì cũng sẽ toang tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng lại vội vã nhập thành để đưa xe vào tham chiến và đây là một sai lầm nếu tận dụng được sai lầm này thì đen lấy tốt thì đen nên lấy tốt ăn tốt trắng và bịt cột e lại Trắng lùi mã về G4 mở đường cho hậu tấn công tốt đen E6 thì đen nhập thanh. Hậu trắng ăn tốt đen chiếu thì đen chạy vua H8. Và trắng mặc dù vẫn đang có thể công mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể làm gì được đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen cũng lại mắc sai lầm là lùi hậu về H6 để tránh đường tấn công của xe trắng. Dọa nước sau để tốt F3 chiếu mở bắt hậu. Trước với sai lầm này hậu trắng B5 chiếu đen phát triển mã C6 cản chiếu. Mã trắng ăn tốt đen Tấn công đôi hậu và xe đen Hậu đen ăn tốt trắng Tấn công lại mã trắng Nếu mã trắng ăn xe đen Thì đen cũng nhập thành giải Bắt chết mã trắng Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không lấy mã ăn xe đen Mà có lựa chọn chính xác Là lên tượng C4 Tấn công hậu đen và bảo vệ mã Hậu đen E3 chiếu Trắng chạy vua B1 Đen lùi hậu về C5 Gạ đổi hậu nhằm giảm bớt áp lực cho Do trắng tạo ra Trắng không đổi hậu với đen mà lấy mã ăn tượng đen chiếu Buộc tốt đen ăn lại mã trắng Trắng vẫn không đổi hậu với đen mà lấy hậu ăn tốt đen B7 và tấn công xe đen Nếu đen chạy xe, chẳng hạn chạy xe B8 tấn công lại hậu trắng Thì hậu trắng F7 chiếu, vua đen chạy D8 Hậu trắng F6 chiếu Đen chạy vua C7 hay là D7 thì tượng trắng hoặc mã trắng cũng đều có thể chiếu tiếp và dồn ép Đen chắc chắn sẽ toang Trở lại ván cờ thực tế, đen không dám chạy xe mà lựa chọn lấy hậu ăn tượng trắng và ngậm ngùi nhìn hậu trắng ăn xe đen chiếu. Đen lùi mã về D8 cản chiếu. Xe trắng E1 chiếu, đen chạy vua f 7 Hậu trắng ăn tốt đen chiếu tiếp. Đen chạy vua G6. Tốt trắng ăn tốt đen, mở thông cột G để xe trắng qua G1 chiếu. Đen không dám lấy hậu ăn lại tốt trắng mà lùi hậu về C5 gạ đổi hậu thực ra đổi hậu thì cửa thắng của trắng vẫn cao hơn đen nhưng mà nếu mà thắng được thì chắc cũng phải chật vật do đó trắng không đổi hậu mà bình xe g1 chiếu sau nước đi này thì đen vẫn có thể cầm cự được thêm nhiều nước nữa nhưng mà trắng có thể chiếu liên tục để dồn ép vua đen dần dần và thời gian thì cũng chỉ còn có 50 giây trong khi trắng còn hẳn hơn 5 phút do đó, biết nó có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Thần đồng Ali Reza Fizuza đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy, chiến thần Nepo với khai cuộc King Gambit đã xuất sắc đánh bại thần đồng Ali Reza Fizuza trong một trận đấu có tính chất quan trọng. Chiến thắng này thì cũng giúp cho anh tạm thời vươn lên dẫn đầu giải đấu. Các bạn thấy khai cuộc King Gambit trong tay chiến thần Nepo có lợi hại không nào? Mình thấy cái thể loại khai cuộc này cũng rất hay và chứa đựng nhiều cạm bẫy, không cẩn thận là an hành như chơi các bạn có thể luyện tập nhuần nhuyễn thể loại khai cuộc này và đem ra thi đấu thì ở cái tầm nghiệp dư cũng sẽ là một đội kinh hoàng cho các đối thủ đấy ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại